Vũ mến chào các bạn. Mình thấy ở đây có một con pho. Mấy cài pho cuốn rơm nha. Đó, đây là một con pho 4 ngàn. Một con pho 4 ngàn nha các bạn. Một cầu. Hàng này là mình thấy là T6 rồi các bạn. Bô là còn bu riêng luôn nè. Ủa nó bị sao vậy anh? Nè cái đắng nè, cái đắng nè. Đây nè. Ừ, văng ở đây nè. Nó bị cái gì, nó bị xúc văng cạc cạc năng ra các bạn. Đây là thùng này, là thùng của Việt Nam mình chế các bạn. Ở đây là thùng này của Tiền Giang chế ha. Là 65 triệu. Ở đây có địa chỉ nữa các bạn. 235 quốc lộ 1A Đông Hòa Hiệp, cái bè Tiền Giang. Cái điện thoại nha các bạn. Đó, anh em có thắc mắc điện số điện thoại đó nha, hoặc là mua hàng gì đó thì cứ alo. Cái thùng này kích cỡ chứ nó cũng cỡ thùng Nhật hay nãy kia đó hay chứ gì hay anh? Cũng cỡ thùng Nhật. Ủa nó có hay bị xúc gì đây không? Ít luôn. Tại đây nãy qua bờ cắn cái bờ cái gì? Cắn cái bờ hả? Cắn cái bờ. Này phải bên lên chút xíu không? Bên lên mới vô được. Là anh mới chạy xong đám trong này hả? Mới chạy xong đám này hả? Mới chạy xong đám này. Mình cũng một cuộn cũng ăn 6 ngàn hay 7 ngàn anh? 6 ngàn. 6 ngàn hả? Những cái găng nó muốn bị dập không ta? Dập. Nó mới giặt, nó giặt lại ha. Thì đó này coi ngay lấy búa gõ gõ nó vô. Nhà mình gần đấy không? Nhà nó bên nè, có bọc mẹt nè. Bọc mẹt hả? Thằng này là 12.436 các bạn. Vỏ sau. Còn vỏ trước nó là bao nhiêu đây? Rồi chứ nó đâu mất số các bạn ơi. Đây, bốn người ta máy. Kéo lên kéo xuống. Được chưa? Được không? Nó bị dập hay là nó cắn cái thằng này ta? Nó có cắn này không? Còn này đâu cắn đâu. Vậy là nó bị dập rồi, trừ khi là anh kê ngay sau đó anh lấy búa anh gõ luôn. Lấy búa anh gõ cho nó ép vô. Tại nó bị dập rồi.
Ừ, giờ anh kia ngay vô đó xong đi, lên búa anh thử gọi cho đó trước đi. Cho đó trước xong đi rồi hả, vô kia. Dễ gì. Nó bị dập nó xước ra, nó cứng lắm. Xe này cái phút đùi sau cũng còn sạch sẽ, khô ráo nè các bạn. Không có đem búa theo hả? Đem búa theo. À. Giờ đây có ai có không? Có, nhưng mà xe tại nhà là có. Ủa, xe này xe nhà luôn hả anh? Ừ. Mà xe đằng kia có xe anh luôn hả? Xe kia đang chạy luôn hả? Là xe anh luôn hả? Xe nhà luôn. Dạ. Ủa anh, ở đây vô nè, ở đây tới bờ kinh phải không? Bờ kinh chạy về đường bên kia đó, là trong đó có mấy đám lúa cắt chưa? Đang cắt xong, mấy nhà đang cắt xong á. À, đang cắt xong hả? Là xe gì kéo anh? Xe máy cài luôn. Ờ, máy cài luôn hả? Wow, để em quay xong em chạy vô chỗ nha. Ủa? Cái chiếc đó của nhà luôn hả? Chạy rơm kìa. Ừ, xe máy vô chạy rơm, đang chạy rơm. Nó máy gì anh? Ô, hai cầu đá dưới ta. Hay một cầu vào trước. Nè, vỏ trước nó là 7.56 nha các bạn. Cái nó bị xước cái kẹt đăng ra các bạn, nó bị dập cái găng ở trong rồi, nên nó là giờ ảnh đi kiếm cái búa để mà đóng nó vô. Đó, chiếc này thì mình thấy còn đẹp nha các bạn. Nhà ảnh này xe cũng nhiều lắm. Có một chiếc kho đang cuốn rơm bên kia nữa kìa. Để hồi mình đi quay cho các bạn xem nha. Ở đây thì mình quay chiếc này thì mình thấy nó khúc sau nó còn đẹp các bạn. Còn cái mình nước sơn thì còn zin á. Nhưng mà ở đây nó bị gì nè. Bị gì chảy nhớt nè. Chảy nhớt từ chỗ cái bô xuống các bạn. Không biết ở đâu nó nhiễu lên cây bô. Nhiễu lên cây bô ướt luôn nè. Xong cây bô nhiễu xuống. Cái thùng cuốn này là của Tiền Giang thì mình mới thấy lần đầu tiên luôn các bạn. Đó, mình mới thấy lần đầu tiên. Mà nó hôm nay mình tính là có thùng của Trung Quốc và thùng của Nhật thôi. Ai dè có thùng của Tiền Giang chế nữa chứ. 65 triệu nha các bạn. 65 triệu thì cái giá này nó mình cũng không biết cao hay rẻ thấp nữa nha. Đây là phía sau nè, anh đi cũng có đem về lộ tối rồi theo. Đó, cạc đăng bây giờ đang gắn vô không được nha các bạn. Anh đang bị cái vấn đề này nè. Đâu rồi? Đây nè. Gắn không vô. Nó bị dập găng à. Anh đi kiếm cái búa rồi. Không. Đây là thùng Tiền Giang thì cái hiệu này hả? Hiệu này nè. Hiệu của Sufast hả? Đó, các bạn thấy nắng lên chưa? Kinh khủng á. Ở nhà anh được hai chiếc các bạn. À, bên kia chiếc đó là anh được hai chiếc kho cuốn rơm. Thùng này với thùng Trung Quốc thì giá tương đương với nhau. Tại vì anh nói tùy theo ai muốn cái mình thích á, thích cái của thằng này hay là của Trung Quốc thì mình cũng mua thôi. Hú bụi nha các bạn. Bò nó chạy. Cái lùi quanh kia mới được. Để nó dướng vô dây là nó chạy sức dây luôn. Rồi cho quanh kia đứng. À, quanh kia kìa. Có mặt nó kìa. Anh sợ hả anh?
coi nhả ra cục rơm coi như thế nào nha các bạn. Rồi mình bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo của mình.